đường này, đoạn vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đến cầu Vĩnh Tuy đã chính thức thông xe, nâng tổng chiều dài cả tuyến lên 5 km. Tuy nhiên, lượng phương tiện lưu thông trên cao còn khá thưa thớt trong ngày đầu hoạt động. Đồng thời, lối xuống khu vực ngã Tư Sở vẫn còn xảy ra tình trạng ùn ứ. Dù mới đây, Hà Nội đã có phương án tổ chức lại giao thông tại nút giao này. Sống trong cảnh ùn tắc nhiều năm, người dân ở khu vực này như ông Trĩ vẫn chưa hết lo ngại khi vành đai 2 được thông tuyến toàn bộ. Tuyến vành đai 2 thông xe là tiến độ rất nhanh, nhưng mà khi mà đã dồn về đây, dồn về ngã Tư Sở thì nó lại càng mật độ xe từ cầu nó xuống càng đông. Nên ra mình rất mong muốn là phải hoàn thiện lốt kín cái vành đai 2, tức là ai người ta muốn đi lên thẳng Cầu Giấy thì người ta không phải xuống ngã Tư Sở, xuống Láng Hạ, xuống đường Láng rẽ nữa, nó càng đông ở đấy. Vào giờ cao điểm ấy là xe máy ấy, là vẫn còn có hiện tượng là đi lên trên đường trên cao để có thể di chuyển thông nhanh hơn đấy. Đây là một hiện tượng đáng cần được phải xử lý nghiêm về những cái trường hợp này, vì nó rất là nguy hiểm. Tuyến đường Trường Chinh từng là một trong những điểm đen thường xuyên xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, sau khi dự án đường vành đai 2 đoạn từ ngã Tư Sở tới ngã Tư Vọng đi vào khai thác, việc đi lại đã phần nào dễ dàng hơn. Nói chung là làm này là hợp lý rồi, nói chung là thông thoáng lên nhiều. Trước tắc nhiều lắm, bây giờ là như này là quá tốt rồi. Là một trong những dự án giao thông trọng điểm, đường vành đai 2 trên cao được kỳ vọng sẽ kéo giảm ùn tắc trên trục đường Trường Chinh, Minh Khai. Tuy nhiên, để hoạt động một cách hiệu quả thì lực lượng chức năng cũng cần có phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, điều tiết các phương tiện tại các nút lên xuống, nhất là khi mới khai thác.